Vâng, Thanh Quyền xin kính chào tất cả quý vị, các chú anh chị đang xem kênh Thanh Quyền Vlog. Buổi sáng ngày hôm nay thì có một số cái thông tin liên quan đến câu chuyện thay đổi luật sư ở tỉnh Thất Bồng Lai. Thanh Quyền xin phép được cập nhật gửi đến cho tất cả các chú anh chị. Ngày hôm trước thì cái thông tin liên quan đến cái vấn đề mà cô Thanh Trần đã kiến nghị các cá nhân bên trong Thiền Am Bộ Vũ Trụ đó, mong rằng họ sẽ chấp nhận cái lời yêu cầu của Thanh Trần là thay đi 5 vị luật sư này để mà bào chữa cho bà Lê Thu Vân trong cái vụ án 331 cũng như là dự trù trong cái câu chuyện mà lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Và nếu như khởi tố bị can thì sẽ có những cái người mới để mà bào chữa Thiền Am ngay lập tức. Thì cái điều này đã khiến cho Đào Kim Lân, một trong những cái nhân vật mà có thể nói là rất là mạnh mồm trong thời điểm hiện tại, cảm thấy khá là tức tối. Và ngay lập tức buổi tối ngày hôm qua thì trên một cái đường live, Đào Kim Lân đã tiết lộ một trong những cái thông tin cực kỳ chấn động liên quan đến những thân chủ của mình đã không hề tin tưởng mình trong một quá trình dài mãi cho đến ngày hôm nay. Thì được biết đó, thưa quý vị, Thanh Trần đã hành động cụ thể, đó chính là vào cái ngày mà Thanh Trần đã vào trại giam Long Hòa để mà thăm các tu ca là hoàn toàn có mục đích chứ không đơn giản chỉ là đi thăm một cách bình thường. Cô ta đã vào bên trong đó và mong muốn được gặp các tu ca và dùng mọi cách thức để có thể nói là gặp được, và khuyên các tu ca này hãy mà nói với những người bên trong Thiền Am đi, nếu như họ lên thăm, nói như là cô Lan hay Lúa nè vân vân, rằng là hãy thay đổi các luật sư, bởi vì các luật sư này thật sự là bất tài vô dụng, không có làm gì giúp được cho Thiền Am Bộ Trụ cả. Hãy thay những người khác. Và Thanh Trần đã được cái sự giúp đỡ của luật sư Nguyễn Hồng Sơn, thưa quý chú anh chị, để có thể vào được trại giam thăm các tu ca. Và cái mục đích của cô ấy đã là thực hiện được rồi. Và ngày hôm nay đó, với cái vấn đề này đó, khiến cho Đào Kim Lân rất là bực bội. Và ông ấy đã lên một trong những cái kênh YouTube của cá nhân mình, như là kênh Nhật Ký Luật Sư đó cô chú anh chị. Ông ta đã tiết lộ một trong những cái thông tin khiến cho chúng ta có thể thấy rằng là con người của ông Lê Tùng Vân và các cá nhân bên trong Thiền Am Bộ Vũ Trụ họ nguy hiểm và gian xảo như thế nào. Ông Đào Kim Lân chia sẻ rằng là kể từ ngày mà có thể nói là được Lê Thanh Minh Tú đó hỗ trợ về cái vấn đề gọi là pháp lý hồ sơ để mà có thể là đại diện chính thức bào chữa cho thân chủ ở Thiền Am Bộ Vũ Trụ, và khi được gặp ông Lê Tùng Vân rồi gặp các thân chủ của mình, thì ông ta phát hiện một điều rằng là các cá nhân này không hề tin tưởng mấy, cứ ngờ ngợ và thậm chí là có những lúc là nói xạo, nói dốc. Hôm nay thì Đào Kim Lân lại khai rằng thân chủ của mình là nói xạo, nói dốc với ông ấy luôn, chứ không phải là cơ quan chức năng nữa. Thì chúng ta có thể thấy là đối với một luật sư bào chữa cho bản thân của họ, họ còn nói dốc nữa. Thì ai ai mà họ không nói dốc được. Nhưng một người đang giúp họ để mà thoát tội nhưng mà họ còn gọi là khai gian, khai láo, khai xạo. Bởi vì đơn giản chúng ta có thể thấy là ông Lê Tùng Vân cùng với các con cháu của ông là một trong những gọi là một người chùm gian xạo, chùm lừa đảo rồi. Cho nên là trong lòng rất là đa nghi, họ chẳng bao giờ tin ai cả. Nếu mà thật sự, nếu mà nói hết ra những cái câu chuyện bên trong Thiền Am, biết đâu ông Đào Kim Lân này quay xe, ông khai hết, hay là ông đưa hết cho cơ quan chức năng rồi, thì lúc đó Thiền Am Bộ Vũ Trụ làm sao mà lật lại được, thưa các chú anh chị. Cho nên á, là những cái tu ca này cũng như ông Lê Tùng Vân đó không hề khai thật hay nói thật đến Đào Kim Lân, khiến cho Đào Kim Lân cảm thấy rất là tự ti, cảm thấy là thân chủ của mình là không tin tưởng mình, cảm thấy khá là bực bội và cũng gọi là không gọi là muốn giúp cho Thiền Am Bộ Vũ Trụ. Nhưng mà bởi vì cái số tiền nó quá nhiều, tiền thưởng nè, rồi cái tiền gửi về cà phê cà pháo, quà tặng quá nhiều, cho nên là đã cố gắng mãi cho đến ngày hôm nay, phải bỏ ra là mồ hôi công sức vân vân, mà còn hiện tại thì còn bị các fan của Thiền Am bên Bộ Vũ Trụ, đặc biệt là như là Thanh Trần tấn công, rồi Tiến Dũng rồi tấn công, nói rằng là ăn chặn tiền, khiến cho Đào Kim Lân cảm thấy gọi là khá là tức tối. Và lập tức thì chúng ta được biết là đã có một trong những cái chuyến đi gọi là đến Toán Trần, đến cô Lan để mà giải bài, và mong muốn những người này có thể lấy lại một chút gì đó danh dự của mình đối với fan Thiền Am Bộ Vũ Trụ. Bởi vì thời điểm hiện tại đó, riêng đối với cái câu chuyện của cô Thanh Trần, cái âm mưu của cô Thanh Trần đó, thì chúng ta được biết đó, nếu như chỉ có một mình cô Thanh Trần, cô ấy gọi là
bài mưu tính kế này mà không có những người đứng sau thì cô ta hoàn toàn không thực hiện được cái câu chuyện mà thay đổi luật sư này. Bởi vì chúng ta có thể thấy rằng luật sư là được các fan á, họ gửi tiền về để thuê mướn, để chi trả. Còn các viên cái cô Thanh Trần này, cô ấy không có gọi là cái khả năng để chi trả tiền cho các luật sư để mà tham gia bầu chữa cho Thiện Am. Nếu như muốn thay đổi luật sư thì phải thông qua được cô Lan Hai Lúa nữa. Mà Thanh Trần với Lan Hai Lúa là hai người này rất là khắc khẩu, hai người chửi lộn tối ngày. Cho nên là cô Lan Hai Lúa sẽ không chấp nhận cái điều này. Và trước mắt thì chúng ta cũng thấy như vậy, cô Lan Hai Lúa hoàn toàn không đồng ý. Cô Lan Hai Lúa vẫn tiếp tục tin tưởng 5 người luật sư như là Đào Kim Lân, Trịnh Vĩnh Phúc, Nguyễn Văn Miến, Đặng Đình Mạnh, Ngô Thị Hoàng Anh, chứ không hề tin tưởng cô Thanh Trần này. Cho nên thời điểm hiện tại thì Thanh Trần vẫn gọi là mong muốn được thực hiện cái điều này và kiến nghị, khiến cho câu chuyện ngày càng gọi là hấp dẫn trong các tu ca bên trong Thiện Am vũ trụ đó. Hiện tại họ đang thi hành án đi thì đã có người gọi là lung lay rồi, không tin tưởng luật sư nữa rồi. Bởi vì qua hai phiên tòa mà luật sư không giúp giảm một chút cái gọi là cái án nào, giảm nhẹ một chút tội trạng, thì nó cũng có thể nói là luật sư nó còn có cái khả năng cũng nhờ làm việc là tiền bỏ ra không có phí. Nhưng mà rõ ràng chúng ta có thấy tiền đổi gì rất nhiều thì Thiện Am thì vẫn không giúp được gì cả. Ngày hôm nay thì vẫn có câu chuyện lừa đảo, vẫn có câu chuyện gọi là loạn lưng. Cho nên các tu ca họ rất là đa nghi, bởi vì đơn cử họ xuất thân từ một trong những cái ông trùm lừa đảo, mà tôi là ông trùm lừa đảo rồi mà anh còn định lừa tôi sao. Các Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên với ông Lê Tùng Vân này nói như vậy. Cho nên là ngày hôm nay đã có một cái sự chệch choạng và khả năng là sẽ thay đổi luật sư trong khoảng thời gian sắp tới. Khiến cho gọi là Đào Kim Lân cảm thấy rất là buồn bã, tức tối, lên live rất là gọi là nghiêm nghị, và thậm chí là đưa ra những cái câu từ đó dường như là trăn trối vậy đó cô chú anh chị, cho chúng ta thấy cái động thái riêng Thanh Quyền đánh giá đó. Thì hiện tại đó, nếu như mà thay đổi luật sư thì chỉ có thể đó chính là ông Nguyễn Hồng Sơn này, hoặc là ông Trần Văn Sĩ, hoặc là Trần Văn Sĩ mà thôi. Bên nhánh của các nhân vật này, liệu có bạn bè đó thì họ lôi kéo vào để mà giúp cho Thiện Am bảo vũ trụ. Thế còn những nhân vật còn lại thì chắc họ sẽ bỏ chạy đối với Thiện Am bảo vũ trụ mà thôi, hoặc là tiếp tục thuê 5 vị luật sư này thôi. Chứ bây giờ người ta nhìn Thiện Am bảo vũ trụ thì rất là ngán ngẩm rồi, chứng cứ đều quá rõ ràng. Với những cái lời lẽ hống hách như vậy đó thì không thể nào gọi là bào chữa hay là giúp đỡ cho họ giảm nhẹ tội được nữa. Họ chỉ muốn gọi là vô tội thôi. Nhưng mà trong thực tế đó thì vấn đề vô tội trong điểm hiện tại là nó không khả thi, không hoàn toàn có thể. Nhưng đối với bà Lê Thu Vân là có vấn đề vô tội là không có rồi. Bởi vì đơn cử đó, những cái chứng cứ mà đã xét xử ông Lê Tùng Vân thì bà Lê Thu Vân này hoàn toàn có liên quan hết tất cả. Những cái câu từ, những cái lời nói đều có trong cái video clip này mà ông Lê Tùng Vân với bà Cao Thị Cúc đó. Cao Thị Cúc là ít nói nhất trong clip đó quý vị, thì cũng phải gọi là 3 năm tù. Như vậy thì bà Lê Thu Vân làm sao có thể thoát được cái tội danh này? Chỉ có thể mong muốn một điều là làm giảm nhẹ cái tội trạng của bà Lê Thu Vân này thôi. Nhưng mà đối với các luật sư, các cá nhân Thiện Am thì không có chữ gọi là nhận tội đâu. Họ chỉ kêu oan thôi, không có gọi là mong muốn được nhận tội để mà giảm nhẹ tội. Trùng Dương trước đây đã từng nhận tội nhưng mà họ lại khuyên là nên phản cung. Chúng ta có thể thấy là điều khá là thú vị, bất ngờ đối với một số các luật sư. Còn tiếp theo đó quý vị, thì liên quan đến cái lời trăn trối của ông Đào Kim Lân thì Thanh Quyền đánh giá rằng nó có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất đó là thật sự Thiện Am vũ trụ đã không còn tin tưởng Đào Kim Lân, tin tưởng các luật sư nữa, và khả năng là họ sẽ thay đổi luật sư trong khoảng thời gian sắp tới. Khiến cho Đào Kim Lân khá là buồn bã và nói ra những lời trăn trối và cho rằng thân chủ của mình đã không hợp tác, rồi nói gian nói dối mình. Thì cái câu chuyện này chúng ta cảm thấy khá là bình thường, Lê Tùng Vân nói dối mỗi ngày mà. Cái nguyên nhân thứ hai đó chính là thật sự nếu như mà không thay đổi luật sư thì Thiện Am bên bầu vũ trụ khoảng thời gian sắp tới đó quý vị, 5 vị luật sư này khả năng cũng sẽ không được bào chữa cho cái tội danh gọi là lừa đảo chiếm đoạt tài sản chẳng hạn. Chỉ riêng cái câu chuyện mà bà Lê Thu Vân thôi, thì sau khi xét xử bà Lê Thu Vân xong đó thì khả năng cao là các luật sư này cũng sẽ bị nhập chạy luôn thôi, bị tóm thôi.
Bởi vì cái ngôn từ của họ Hoa Giang gần đây đó, sau khi cái phiên tòa đã được gọi là xét xử xong và đã có những cái bản án, nhưng mà vẫn cố tình, bởi vì họ đã đi quá giới hạn của một người luật sư. Luật sư thì có thể nói bất cứ những cái điều gì để bào chữa thân chủ của mình ở trên phiên tòa. Đó là khi mà chưa có cái quyết định của hội đồng xét xử, người ta chưa có tuyên án, người ta gọi là vẫn còn đang trong cái quá trình xét xử chẳng hạn, thì luật sư có quyền bào chữa nó bất cứ điều gì hoặc nêu ý kiến của mình. Còn khi mà về phía hội đồng xét xử, tòa án đã chính thức tuyên án và thi hành án, nhưng mà anh vẫn dùng cái danh nghĩa là một luật sư gì đó, hay là bất cứ cái danh nghĩa nào của một công dân, mà anh vẫn xuyên tạc hàng ngày trên không gian mạng về các bản án của người ta đã đưa ra, thì anh đã vi phạm vào trong những cái điều tôi nói tội danh là 331 quá rõ ràng rồi. Khả năng là các vị luật sư này đó, khả năng thứ hai đó là họ sẽ không còn được bào chữa bất cứ một trong những cái gọi là cái vụ án nào nữa trong khoảng thời gian tới. Đó là một trong những cái lời chăn chối quá rõ ràng của Đào Kim Lân. Thì Thanh Quyền đánh giá rằng đó, nó nằm trong hai cái sự việc này. Một là sẽ bị Thiền Am vô trụ họ thay luật sư. Hai là sẽ bị gọi là cơ quan chức năng tóm ngay sau khi cái vụ án của bà Lê Thu Vân kết thúc. Còn cái lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì khả năng sẽ các luật sư này họ sẽ không được bào chữa nữa đâu. Bởi vì họ đi quá giới hạn của một luật sư, thưa cô chú anh chị. Bằng chứng tiếp theo mà Thanh Quyền thấy rằng đó, cái dấu hiệu mà tiếp theo Thiền Am như các luật sư cũng như là Thanh Trần sắp sửa đi xa, đó chính là cái những cái dòng mà ẩn ý của cô Diệp Đậu. Cô Diệp Đậu cho rằng đó là cô ta đã sai khi mà nghe theo lời một số cá nhân khác để viết đơn kiện và vu khống cho cơ quan chức năng ra tới ngoài trung ương. Mặc dù là cô ấy đã biết sai và nhận sai rồi, nhưng mà đã quá muộn màng. Chúng ta được biết là cô Diệp Đậu đã đi lên làm việc với công an, phó giám đốc công an tỉnh Long An rồi, và đã thành khẩn khai báo rồi, nhưng mà cô ấy nói rằng bây giờ hối hận quá muộn màng rồi. Bản thân cô ấy hối hận quá muộn màng. Như vậy thì cho chúng ta được thấy là chắc hẳn rằng cô này đã nhận được cái thông tin là mình gọi là đã vướng vào vòng lao lý rồi, hay là vướng vào bất cứ vấn đề pháp lý gì rồi. Cho nên cô ấy mới nói là tôi đã sai, nhưng bây giờ hối hận đã quá muộn màng, xin lỗi tất cả. Như vậy thì cho chúng ta thấy rằng ít nhiều, nhẹ nặng thì cô Diệp Đậu đã vướng vào cái vấn đề gọi là pháp lý. Nếu mà ăn năn hối cải có khi thì cô Diệp Đậu chỉ gọi là hành chính chẳng hạn. Nhưng mà còn các cá nhân còn lại, khi mà họ đã cùng chung cái hướng đi với Diệp Đậu là đi Hà Nội như là Thanh Trần vân vân, thì họ sẽ bị như thế nào? Khi mà cho đến thời điểm hiện tại thì họ vẫn chưa có cái dấu hiệu ăn năn hối cải nữa. Cho chúng ta thấy là cơ quan chức năng đã làm việc với cô Diệp Đậu, và Diệp Đậu tất nhiên nắm trong người một trong những cái tin nhắn cực kỳ hay, những cái tin nhắn mà chứng minh rằng những người đã bài mưu tính kế, mặc dù đã biết trước cái kết quả là như thế nào, cơ quan chức năng họ đã xử lý rồi, nhưng họ vẫn cố tình dùng câu chuyện này để xuyên tạc, và thậm chí là có cái tình tiết gọi là họ đưa hối lộ, thưa quý vị. Cho nên là khả năng cao, ngoài những vị luật sư này thì Thanh Trần hay là những người đi Hà Nội vừa rồi đó, cô sẽ cũng không có cơ hội để mà ở ngoài lâu được nữa. Ngày hôm nay thì được biết là Thanh Trần càng lúc thì càng trở bệnh nặng, không biết là thực hư như thế nào. Nhưng mà cũng được một số những cái cá nhân mạnh thường quân bên phía nước ngoài đó quý vị, họ gửi tiền về, thì tiếp tục gửi tiền về cho cô ấy đi, để cô ấy có thể ăn uống trong khoảng thời gian sắp tới này nữa, thèm cái gì thì ăn cái đó. Thưa cô chú anh chị, thì đó là một số cái thông tin mà sáng ngày hôm nay em cập nhật gửi đến cho tất cả các chú anh chị. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều đã quan tâm, yêu thương, tin tưởng, ủng hộ kênh, cũng như là những cái mặt hàng em đang bán trên nền tảng YouTube này. Quý vị khán giả trong mọi nước đó có nhu cầu sử dụng mật ong rừng cũng như là trà bông bằng là được làm bằng con tôm đất nha cô chú anh chị, thì hãy liên hệ qua số điện thoại em đang ghi trên màn hình, ủng hộ em để có thêm cái nguồn kinh phí sinh hoạt hàng ngày nha cô chú anh chị. Rồi, bây giờ xin cảm ơn cũng như là hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị trong những cái video và thông tin mới tiếp theo. Xin chào. Vâng, cuối phần video ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến tất cả cô chú anh chị hai sản phẩm là một trong những đặc sản của vùng quê hương Bạc Liêu cũng như là Cà Mau. Trước tiên đó chính là trà bông tôm 100% được làm từ con tôm đất thiên nhiên chứ không phải là tôm nuôi nha cô chú anh chị. Thì chúng ta được biết là trà bông đó thì chúng ta ăn cùng kèm với xôi nè,
với cháo trắng nè, hoặc là với cơm thì cực kỳ ngon. Thì bảo đảm cho cô chú anh chị đây là 100% được làm từ con tôm đất thiên nhiên. Và một keo em đang cầm trên tay đó thưa quý vị là nửa ký là 800.000, một ký là 1.600.000 nha. Còn đây là một trong những cái sản phẩm mà em đã bán được rất nhiều, đó chính là mật ong rừng nguyên chất 100% thiên nhiên, được lấy từ rừng tràm U Minh Cà Mau nha quý vị. Một chai em đang cầm là nửa lít là 750.000, 1 lít là 1.500.000, miễn phí ship toàn quốc cho tất cả quý vị khán giả. Thì những sản phẩm bên em á, kèm hai sản phẩm này thì hoàn toàn là miễn phí ship toàn quốc. Còn quý vị khán giả, cô chú anh chị nào ở bên phía nước ngoài thì cái phần phí ship thì quý vị khán giả khi mà mua đó thì sẽ phải chịu nếu như quý vị ở nước ngoài. Rất mong cô chú anh chị đó hãy ủng hộ cho những cái sản phẩm của bên em, mật ong rừng nguyên chất cũng như là trà bông tôm. Xin cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều.